ông Nawaz, chủ tịch Miss Grand International bị kiện. LT News và The Tigers, ông Nawaz Issagar Grisil, chủ tịch Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Miss Grand International, bị ông Thitapa Thanaseprecha, giám đốc điều hành công ty xổ số trực tuyến Hong Kong Luxury Office, đồng thời là nhà tài trợ chính của Miss Grand International, chấm dứt hợp đồng và nộp đơn kiện vì hành vi phỉ báng đưa thông tin sai lệch. Ngoài ra, ông Thitapa Thanaseprecha đệ đơn kiện ít nhất 10 tài khoản bình luận không phù hợp. Bài đăng của ông Nawaz vào ngày 16 tháng 1 được cho là thiếu sự trung thực, khiến công ty xổ số mất uy tín, thiệt hại hàng triệu bạt. Đơn vị nhấn mạnh họ muốn giải quyết bằng tiền. Cụ thể, bài đăng có nội dung: khi người trúng giải nhất xổ số đến nhận tiền, bạn xin xem vé số nhưng không được. Vậy có nên chụp hình lúc trao tiền để PR cho họ nữa không? Tôi xin ý kiến từ người hâm mộ. Giám đốc đơn vị này cho rằng ông Nawaz thiếu tôn trọng đối tác. Họ không muốn hòa giải bằng lời xin lỗi mà muốn nói chuyện bằng tiền. Chỉ có tiền mới giải quyết được vấn đề, đơn vị này nhấn mạnh. Hiện thì ông Nawaz chưa lên tiếng về ồn ào trên. Hơn nữa, từ sau đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 tại Indonesia, ông Nawaz liên tục bị vướng thị phi, từ lùm xùm miệt thị ngoại hình của Thiên Ân đến tức danh hiệu của Á hậu năm. Trước những scandal dồn dập, người hâm mộ hoang mang vì đấu trường sắc đẹp này bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh và uy tín. Các bạn có cảm nghĩ sao về bài viết này? Comment xuống dưới cảm nghĩ và đừng quên đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin hấp dẫn nào nhé!